Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng chậu hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ nở đó rực rỡ thôi hồn chôn chân, tôi đứng lặng câm lung linh màu mắt, tóc mây vương nắng hạ tôi cứ mãi mê nhìn nàng, hèn thùng bốn mắt nhìn nhau nàng cười như mơ để hồn tôi ngẩn ngơ. Các bạn thân mến, trên thị trường hiện nay đối với những dòng đẩy bãi có rất nhiều những thương hiệu với những sản phẩm và nhiều mức giá khác nhau để các bạn lựa chọn. Nhưng nổi bật trong đó chúng ta phải kể đến những dòng Crown. Và các bạn thấy thông thường những dòng đẩy Crown được anh em lựa chọn để đánh với những dòng JB hay những dòng BMB hay những dòng CAVS vân vân. Nhưng các bạn thấy đẩy Crown cũng có rất nhiều mức giá và cũng rất nhiều phân khúc với nhiều model khác nhau. Nhưng trong chương trình hôm nay tôi sẽ ghép một chiếc đẩy Crown CL1 với mức giá 7 triệu đồng kết hợp với vang số của DB Acoustic đánh vào cặp loa JBL MK12. Đây là dòng loa mới của hãng JBL, hàng xịn chính hiệu do 3 sao nhập khẩu. Cặp loa này thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay với mức giá khoảng 17-18 triệu đồng. Tuy nhiên đây là cặp loa mà tôi nhập được khi còn sản phẩm còn có mức giá rất là tốt và để cho các bạn giá chỉ 14 triệu 500 ngàn đồng một cặp mới tinh nguyên thùng. Đây là sản phẩm do 3 sao nhập khẩu. Thì các bạn thân mến, đây là một trong dòng loa có thùng lớn hơn cả dòng BMB 2000 nữa. Các bạn thấy cấu trúc của nó một bát 30. Logo JBL này sẽ phát sáng và ở đây các bạn thấy thấp thoáng sau lưới đó là hai loa mid chép bố trí theo phong cách xuôi ngược giống như kiểu trên những dòng loa Bose. Cặp loa này là hàng chính hiệu do 3 sao nhập khẩu cho nên các bạn yên tâm tuyệt đối đầy đủ tất cả những tem của công ty, cho nên các bạn khi mua những dòng sản phẩm như này chúng ta không cần phải băn khoăn nữa. Hiện nay thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay thì những dòng JBL rất nhiều các phân khúc, đặc biệt là những dòng loa full thì có rất nhiều loa nhái. Nhưng các bạn nhớ là tất cả những dòng loa xịn và loa nhái, đã là nhái thì không bao giờ là xịn, đã là xịn thì không bao giờ là nhái. Có rất nhiều bạn lo lắng không biết làm như thế nào để phân biệt được thì tôi đã có video clip, tuy nhiên không nói sâu, không nói quá chi tiết bởi vì hiện nay trên thị trường thì có nhiều anh em người ta kinh doanh những dòng đó và khi mình nói thì sẽ động chạm đến rất nhiều miếng cơm manh áo của người khác, cho nên các bạn cứ tìm đến những cơ sở uy tín để chúng ta mua và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hành chính hãng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là đẩy Crown CL1 này, đấy, có giá 7 triệu đồng. Kết hợp ở phía trên cùng dưới tấm biển đó là mic CAVS T4S một đầu thu hai tay mic giá 3 triệu đồng. Vang số DB Acoustic này có giá 3 triệu 500 ngàn đồng và dưới cùng là ở phía dưới đấy thì các bạn thấy đó là vang cơ, vang neck. Thì có những người yêu thích chất âm analog của những dòng vang cơ, có những người lại thích sự mềm mại uyển chuyển ảo diệu của những dòng vang số thì tùy các bạn có thể lựa chọn. Ở bên này là một súp hơi PV bắt 40 này, có giá hơn 10 triệu đồng, hàng mới tinh, hàng chính hiệu PV nguyên thùng, đây là hàng chính hiệu của hãng các bạn nhé và tôi đã ghép rồi. Thì ở bên này là một súp nữa cũng của PV này, nhưng súp này là súp hơi cũng bắt 50 và cũng có mức giá sấp xỉ 20 triệu đồng một chiếc, hàng hiệu nguyên thùng 100% của hãng PV. Và đang trong cái thời điểm tôi đang review cho hãng những dòng sản phẩm, cho nên các bạn khi mua những sản phẩm của PV tại cửa hàng của tôi thì các bạn sẽ được mua được những cái bộ mà tôi review cho hãng, cho nên mức giá rất là hợp lý. Ở đây là một đôi loa full PV, đó là da 12, model da 12 của PV. Và cặp loa này thì nguyên thùng và giá của hãng đang đề là 32 triệu đồng. Nhưng tôi đang review và các bạn nếu như mua những sản phẩm như thế này thì có mức giá rất là hợp lý. Các bạn có thể rẻ được rất nhiều lần. Các bạn cứ đến với chúng tôi sẽ có mức giá hợp lý. Xin nhắc lại với các bạn là mức giá chiết khấu do đây là cái sản phẩm tôi đang demo cho hãng, cho nên các bạn có thể mua được rẻ đến cả chục triệu đồng. Đấy, các bạn cứ đến với chúng tôi. Đây là những sản phẩm chính hiệu nguyên sản phẩm của hãng, đầy đủ các chế độ bảo hành của hãng. Các bạn cứ yên tâm, đó là PV da 12 bát 30. Đây là PV da 10 này, đấy, bát 25, có mức giá hơn 10 triệu đồng. Các bạn cứ đến với chúng tôi sẽ có những mức giá rất là ưu đãi. Đây là những sản phẩm do chúng tôi đang review, đang demo cho hãng, cho nên các bạn sẽ mua được mức giá rất là hợp lý. Các bạn thấy thông thường thì thỉnh thoảng những em bán hàng bãi đấy cũng hay nhập được những cái lô mà người ta trưng bày ở các cửa hàng ấy, sau đó người ta thu hồi và người ta chuẩn bị bày mẫu mới, cho nên các bạn mua được những cặp loa bãi nhưng lại chưa qua sử dụng. Đó cũng là một trong lý do mà các bạn mua được những cặp loa ngon bổ rẻ đúng nghĩa. Nhưng các bạn nhớ là phải đến những cơ sở uy tín, chất lượng thật sự. Và bây giờ thì tôi sẽ test âm cấu hình trước mắt để các bạn cùng thưởng thức. Không hẹn không hò, ngày nào tôi vẫn đến, đưa mắt ngóng trên lầu cao, mong gặp nàng tiên lịm hồn.
Để rồi một hôm có nụ hoa 10 giờ trên cao lao vút vào tôi, nâng niu hồn hoa ép trong trang sách nhỏ tôi đã biết yêu lần đầu. 10 giờ đã hiểu lòng tôi, thầm đặt tên em, tí ngõ là của riêng tôi. Đêm đêm về căn gác nhỏ, ôm trọn vào lòng niềm nhung nhớ bâng khuâng. Yêu ai thao thức bao đêm dài, nhung nhớ thật nhiều, hẹn với lòng tuy đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn, bao lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ viết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm nàng, thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng, tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu, dẫu rằng chưa nói một lời. Tí ngõ của tôi trên lầu hoa đâu rồi, sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết kiếm phương trời nào. 10 giờ đã hiểu lòng nhau, 10 giờ ở đâu, tí ngõ giờ ở nơi đâu. Niềm nhung nhớ bâng khuâng. Yêu ai thao thức bao đêm dài, nhung nhớ thật nhiều, hẹn với lòng tuy đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn, bao lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ viết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm nàng, thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng, tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu, dẫu rằng chưa nói một lời. Tí ngõ của tôi trên lầu hoa đâu rồi, sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết kiếm phương trời nào. 10 giờ đã nói hẹn nhau, 10 giờ ở đâu, tí ngõ giờ ở nơi đâu. Trên ngôi nhà cũ tôi biết kiếm phương trời nào. 10 giờ đã nói hẹn nhau, 10 giờ ở đâu, tí ngõ giờ ở